Nếu như Barcelona không chỉ là một đội bóng được thể hiện qua slogan hơn cả một câu lạc bộ, thì Camp Nou cũng không chỉ là một sân bóng. Camp Nou là một trong những thánh đường của Túc Cầu Giáo, nơi có thể quy tụ đến gần 100.000 cổ động viên, là địa điểm để người hâm mộ xứ Catalonia bày tỏ tình yêu và khát vọng độc lập, như ký giả Eduardo Galino từng miêu tả. Những bậc thềm Camp Nou vẫn âm vang tiếng rên xiết của người Catalonia thống khổ dưới ách cai trị của độc tài Franco. Bởi vậy, để có thể làm im bặt cầu trường Camp Nou không phải là điều đơn giản. Kỳ tích ấy đòi hỏi tài năng và bản lĩnh của những cầu thủ hàng đầu thế giới. Marcus Rashford đã làm được điều đó không chỉ một mà nhiều lần trong chuyến làm khách của Manchester United trên sân của Barca. Nín thở rồi chết lặng, đó chính là cảm xúc của các cu lê phải hứng chịu trước màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo xuất sắc bên phía quỷ đỏ. Rashford đang trải qua giai đoạn đỉnh cao phong độ nhất trong sự nghiệp của mình. Anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại. Trên thánh địa Camp Nou, Rashford tỏa sáng rực rỡ và giúp MU chiếm lấy ưu thế trong cuộc chạm trán hấp dẫn nhất vòng playoff Europa League 2022-2023. Một trận đấu đẳng cấp Champions League ở sân chơi hạng 2 của bóng đá châu Âu. Màn tái đấu tại Old Trafford vào tuần tới hứa hẹn sẽ càng hấp dẫn. Tôi có thể tưởng tượng mọi cổ động viên đang khao khát chứng kiến trận đấu này như thế nào. Erik ten Hag, vị chiến lược gia đang hồi sinh quỷ đỏ, chia sẻ sau trận đấu. Tất nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn có những ấm ức vì MU không giữ được chiến thắng. Bằng chứng là ten Hag đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng trong tình huống mà Rashford bị phạm lỗi và Jules Koundé thoát thẻ đỏ trước thời điểm mà Barca gỡ hòa. Vì vậy, chính những chi tiết kịch tính ấy đã khiến cuộc đụng độ giữa hai gã khổng lồ càng trở nên hoành tráng và cảm xúc. Vui lòng nghĩa qua một vài con số thống kê, có tổng cộng 35 pha dứt điểm tung ra về phía khung thành đôi bên, 18 của Barca và 17 của MU. Đó là thành tích đáng kinh ngạc của quỷ đỏ trong chuyến hành quân xa nhà, đặc biệt là làm khách tại thánh địa Camp Nou. Thế nên, huấn luyện viên Xavi không tiếc lời ngợi khen MU là một trong những đội bóng hay nhất ở châu Âu hiện tại. Từ ngoài sân cỏ, tương lai của MU đang gặp nhiều biến động vì những đề nghị mua lại đội bóng. Nhưng màn trình diễn trên sân của thầy trò Ten Hag thật nhất quán. Đội bóng này đang hồi sinh mạnh mẽ và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ. Sau chuyến làm khách trên sân Camp Nou, thái độ của MU thể hiện là tức giận và tiếc nuối. Đó là minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng này. Ten Hag tức giận với các quyết định của trọng tài, với trọng tài chính người Italia Maurizio Mariano bị chỉ trích kịch liệt vì chùn tay trước sức nóng từ những khán đài. Có lẽ trọng tài bị choáng ngợp bởi áp lực từ Barca, nhưng ở đẳng cấp cao nhất như thế này, không thể để cảm xúc như vậy xâm chiếm. Ông nói, quyết định ấy không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu mà là cả vòng đấu. Trọng tài không thể phạm sai lầm như thế. Rashford thì cảm thấy rất buồn. Đây giống như một thất bại. Tiền đạo này than thở, đồng thời thể hiện khát khao chiến thắng. Trong khi đó, cảm giác bất bình cũng xâm chiếm Barca vì chấn thương của hai tiền vệ chủ chốt là Pedri và Gavi. Huấn luyện viên Xavi cũng phàn nàn với tình huống mà Fred để bóng chạm tay. Tôi tin đó là một quả phạt đền rõ ràng. Thế nên các bạn hiểu cảm giác của tôi thế nào? Huyền thoại của Los Blaugrana chia sẻ. Về phần Rashford, màn trình diễn rực rỡ của tiền đạo này đã tạo nên ánh hào quang chói lọi khắp thế giới bóng đá và câu hỏi đặt ra là liệu MU có hy vọng giữ chân chàng trai 25 tuổi này hay không khi anh chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng hiện tại. Màn trình diễn của Rashford trong hiệp 2 khiến người hâm mộ Man United phấn khích trên mạng xã hội và thậm chí còn suy đoán rằng anh có thể giành được quả bóng vàng. Một người hâm mộ đã phản ứng với bàn thắng của Rashford bằng cách tweet với một dòng chữ được viết hoa. Marcus Rashford là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hãy tin như thế. Một người khác trả lời câu hỏi, liệu Marcus Rashford có thể giành quả bóng vàng vào năm tới? Bằng cách viết, hãy đưa nó cho anh ấy ngay bây giờ. Người thứ ba cũng trả lời, tất nhiên. Cựu hậu vệ của Man United, Rio Ferdinand cũng hết lời khen ngợi Rashford, anh viết trên Twitter. Marcus Rashford đang bốc khói, anh ấy đang ở một cấp độ mới, một cấp độ mà anh ấy chưa đạt được cho đến bây giờ. Một cấp độ ổn định mà anh ấy đã không thể đạt được. Một Rashford khỏe mạnh, tập trung, tự tin, chết người và mạnh mẽ là điều không thể nhầm lẫn, Ferdinand nói thêm. Bàn thắng của Rashford tại Camp Nou là bàn thắng thứ tư của anh trong 5 lần ra sân ở Europa League mùa này. Kể từ khi trở lại câu lạc bộ sau World Cup 2022, Rashford gần như không thể bị ngăn cản khi ghi 14 bàn sau 16 lần ra sân. Tuyển thủ Anh cũng cân bằng kỷ lục mà Wayne Rooney đã đạt được trong tuần trước với bàn thắng trong trận hòa trên sân nhà trước Leeds United. Theo đó, Rashford đã ghi bàn trong trận đấu thứ 6 liên tiếp trên sân nhà cho Man United, lần đầu tiên một cầu thủ làm được điều này kể từ khi Rooney làm được vào tháng 4 năm 2012.
Trước thời điểm cuộc đại chiến diễn ra, đề tài được thảo luận sôi nổi nhất tại Tây Ban Nha là làm thế nào để phong tỏa Rashford, và Barca đã bố trí Ronald Araujo, hậu vệ cứng nhất của gã khổng lồ xứ Catalonia hiện nay, thi đấu ở bên phải để đối phó với tiền đạo của MU. Tuy nhiên, MU lại đưa Rashford vào vị trí trung phong sở trường và khiến Koundé trải qua một đêm kinh hoàng. Rashford đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cũng như kiến tạo siêu đẳng để MU lật ngược thế cờ trước đội bóng đang làm mưa làm gió tại La Liga mùa này. Hiện tại, anh đã có 22 bàn thắng và 8 pha kiến tạo thành bàn. Mùa trước, anh chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận, chúng tôi đã chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Ten Hag lạc quan rồi phàn nàn về khâu dứt điểm của đội nhà. Lẽ ra chúng tôi phải ghi được 4 bàn. Ông nói thêm, giống như MU, Rashford đã hồi sinh. Tiền đạo đầy tài năng này trông thật sung mãn, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, tập trung cao độ và tự tin hết sức dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ten Hag. Điều mà những người tiền nhiệm của vị chiến lược gia người Hà Lan này không làm được. Tuy nhiên, với một Marc-André Ter Stegen xuất sắc trong khung gỗ, với hai tình huống cứu thua ngoạn mục trong hiệp 2, bao gồm pha dứt điểm của Rashford, Barca vì thế đã thoát thua. Tất nhiên, David De Gea cũng có những pha bay lượn tuyệt hảo trong khung gỗ để giữ an toàn cho mảnh lưới của MU. Bởi vậy, như đã nói, đây là trận cầu Europa League ở đẳng cấp Champions League. Cuộc thư hùng giữa hai gã khổng lồ đã vẽ nên viễn cảnh không xa, cả hai sẽ tái đấu ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Có lẽ là mùa sau, và mọi ánh mắt dĩ nhiên vẫn đổ dồn về Rashford, tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay.